Một số thực phẩm bình thường rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu sử dụng trong thời gian bị động thai, mẹ bầu sẽ có nguy cơ bị sảy thai cao hơn. Vì vậy, bên cạnh việc tìm hiểu bà bầu bị động thai nên ăn gì, thì chị em cũng cần biết những thực phẩm không nên sử dụng khi bị động thai và loại bỏ chúng khỏi thực đơn nhé. 1. Đu đủ xanh Dân gian thường sử dụng đu đủ xanh hầm móng giò để kích thích tiết sữa và bồi bổ sức khỏe cho phụ nữ sắp sinh hoặc những người đang cho con bú. Tuy nhiên, thực phẩm này không được khuyến khích sử dụng cho bà bầu bị động thai bởi nó chứa một loại enzyme có thể gây kích thích các cơ co bóp tử cung hoạt động mạnh. Điều này có thể khiến tình trạng động thai trở nên nghiêm trọng, thậm chí là xảy thai. 2. Rau má Rau má thường được dùng để nấu canh ăn hoặc thay nước uống giải nhiệt trong mùa hè. Thực phẩm này có tác dụng tích cực trong việc thanh nhiệt, lợi tiểu, làm giảm huyết áp, ngăn ngừa táo bón. Thế nhưng, đây lại là thực phẩm có thể gây sảy thai, cần hạn chế dùng cho bà bầu bị động thai nói riêng và phụ nữ có thai nói chung. 3. Dứa Quả dứa cũng được đưa vào danh sách những thực phẩm có thể đẩy nguy cơ bị xảy thai đến gần hơn đối với bà bầu bị động thai. Loại trái cây này cũng không tốt cho phụ nữ mang thai ở tam cá nguyệt đầu tiên. Lý do được đưa ra bởi trong dứa chứa nhiều promelain, thực phẩm này có khả năng làm mềm và khiến tử cung co lại, ảnh hưởng không tốt đến bào thai trong bụng. Vì vậy, bà bầu bị động thai nên tạm thời lợi bỏ dứa ra khỏi thực đơn, ngay cả nước ép dứa cũng không nên uống. 4. Nha đam Nha đam hay lô hội được ví như một loại thuốc chữa bách bệnh và là nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng. Sử dụng nha đam theo đường miệng còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như nhuận tràng, kích thích tiêu hóa, hỗ trợ điều trị các chứng viêm nhiễm trong cơ thể. Thế nhưng đối với bà bầu đang bị động thai, sử dụng nha đam hoặc uống nước nha đam là điều tối kỵ. Thực phẩm này có thể gây xuất huyết khiến cho mẹ bầu bị sảy thai. 5. Ruột non động vật Ruột non động vật chứa nhiều cholesterol, chất béo không lành mạnh và có thể gây nhiễm run cũng như ký sinh trùng cho bà bầu. Đây chính là lý do phụ nữ mang thai không nên ăn ruột non, đặc biệt là khi đang bị động thai. 6. Rau trùng ngây Rau trùng ngây là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng cho sức khỏe. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trong lá và hoa của cây chứa hàm lượng vitamin A, C, sắt, canxi và kali cao hơn so với nhiều loại thực phẩm khác. Mặc dù vậy, loại rau này không được khuyến khích sử dụng cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu và bà bầu đang bị động thai. Hoạt chất alpha sitosterol trong thực phẩm này có cấu trúc tương tự như estrogen, tạo ra tác dụng ngừa thai. Thêm vào đó, lá trùng ngây còn khiến hệ thống của các cơ nâng đỡ trong tử cung bị mềm và suy yếu. Bà bầu sử dụng thực phẩm này trong 3 tháng đầu hoặc trong thời gian bị động thai rất dễ bị sảy thai. Bên cạnh thực phẩm trên, mẹ bầu cũng cần chú ý không nên sử dụng các loại trà, cà phê hay chất kích thích như rượu, bia trong thời gian hồi phục sức khỏe sau khi bị động thai. Hãy dành thời gian thật nhiều để nghỉ ngơi, thư giãn, lựa chọn những thực phẩm dinh dưỡng và thêm vào thực đơn hàng ngày để cơ thể mau chóng khỏe lại nhé.